thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh, lần đầu tiên hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức cầu truyền hình Đôi Bờ Ví Dặm, qua đó ôn lại lịch sử truyền thống yêu nước và cách mạng, những đóng góp to lớn của nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy giá trị văn hóa xứ Nghệ, khơi dậy niềm tự hào về quê hương Xô Viết, quê hương của Bác Hồ và nhiều danh nhân lãnh tụ kiệt xuất. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Tố Nga, Vũ Thắng Lợi, Bùi Lê Mận, Đăng Thuật, Đinh Trang, Phương Thanh, Trần Trang, Thụy Biên, Bích Ngọc, Thanh Tài cùng các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4 và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh. 20:10 ngày 10 tháng 9 năm 2017, cầu truyền hình Đôi Bờ Ví Dặm trực tiếp trên sóng NTV của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, HTV của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh, VTC3, Đài Tiếng nói Việt Nam và YouTube Nghệ An TV.